Sau đây là kết quả xổ số Khánh Hòa, Chủ nhật, ngày 2 tháng 7 năm 2023. Giải 8, trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 4, 4. Giải 7, trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 3, 1, 5. Giải 6, trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 3617, 0401, 5640. Giải 5, trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 9918. Giải 4, trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 67726, 64180, 00209, 27778, 84336, 54505, 92374. Giải 3, trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 05194, 57726. Giải nhì, trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 12734. Giải nhất, trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 86488. Giải đặc biệt, trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 609829. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 609829.